Thôi, Đạt xin để lại chào đến tất cả quý bà cô bác đằng xa nha. Thì lâu dữ lắm rồi đã không đi bắt cua. Hôm nay là sẽ quay lại đi bắt cua nha. Cây đèn lâu rồi để cây móng nó xẹt xẹt luôn nè. Bây giờ Đạt sẽ đi vừa đi bắt cua vừa luồn ong. Thì cũng cảm ơn quý bà cô bác đằng xa luôn luôn ủng hộ Đạt trong thời gian qua nha. Đạt xin chúc tất cả quý bà cô bác đằng xa, anh chị em luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống và gia đình và người thân nha. Bây giờ hành trình bắt cua của Đạt hôm nay là Đạt sẽ cố gắng bắt thật là nhiều cua để mà quay cho nhà xem clip chất lượng. Thì lát có gì có cua Đạt quay cho nhà xem nha. Bây giờ Đạt sẽ đi thôi. Không mới phát hiện ra cái hang bến của Đạt vẫn còn ở nha. Yên thế. Đừng cua cả nhà. Chơi chơi chơi. Trời ơi. Trời ơi. Chạy chậm nữa ơi. Cua. Thiệt tình. Vô thọt thọt mấy cái gãy càng. Ba mũi. Cái móc này không hợp lý à. Móc này thua móc gãy hả? Quá mũi, quá mũi. Tái càng. Xong luôn. Cua đầu tiên mà vậy tới cái chuyện. Cua này cua cái nha, rất là ngon. Hết pin báo nữa. Ra nè, quên xíu. Cái này về luộc cho bẻ ăn. Tiếp tục thôi. Em cá tà lò bự nè. Nhà Đạt đào bắt cá tà lò này cả nhà. Cua giờ khó bắt quá rồi. Hiếm rồi. Bắt muốn chết. Lỗ từ nãy vậy. Con sẻ nè. Thì đào cái lò này có gì vậy? Cái bà xá kho ăn không cũng được.
sâu dữ quá. Cái lò này sâu lắm. Đi ra. Trời ơi, cái lò vậy. Wow. Mệt quá. Tiếp tục. À, mấy con sứa nè. Mấy con này đực cẳng nè. Đực cẳng dữ lắm luôn á. Cái khu vực này không có gì hết ngoài cái bọng này nè, không thấy dấu bói mà cũng không thấy dấu bò luôn. Nãy giờ mới sạc cái hang, không thấy một dấu, không thấy một hang. Lần này quả tới rồi anh em ơi, quả tới rồi cả nhà ơi. Cố gắng như sao vậy. Móc này không được rồi, móc này thua người ta. Đó, con bự. Con cua rồi đó nha, con này con cua.
một cái chó xử lý nha. Ai có ai người ta bỏ nó trả đất lại cua quá trời. Căng một kia ghê. Con này có chen nhỏ xíu mà nó chen cho hang, nó bự mà nó chen hang nhỏ xíu. Chó nha, cái nữa nha. Cua này bắt về chủ yếu là ăn này nha. Lỏng như chiều lên tới ba cua dần nhé đó. Ôi rồi thấy cái cạn đó nha, cua này về văn me cái nha. Rồi thấy chưa, quá im nha, hôm nay bắt cua nhỏ nhỏ không. Nó nói chứ cuộc sống mà phải cho một cơ hội, anh sẽ cho mày một cơ hội nha. Thì ai buồn buồn nha cả nhà, thấy tình huống như vậy thấy xử lý sao mà cho có được. Cò cò quá bự luôn, quá mập quá ngon. Đi đi bài rồi nha. Rồi xin lỗi người anh em Giang Bảy nha, xin lỗi anh. Đây phát hiện con cua luôn nè. Con này có không? Xin lỗi người anh em Giang Bảy nha. Ông sao như vậy? Cua
cua này khá là sâu anh em. Vô lỗ mỏi hay gì rồi. Con này sâu quá. Đây là xử lý tình huống cái quay cho nhà xem. Bây giờ đi về cả nhà. Nó cũng đã lớn rồi. Lội cũng đã mệt chứ lắm mà. Quá mệt mỏi. Này đi bắt cua đủ ăn. Cua này hiếm. Nó dại cua nhỏ nhỏ rồi. Quá là nhiều. Làm gì đây Út? Làm gì hả? Cái hộp chứ làm gì mày? Hello. Ủa mày lông ngoải vô luôn hay vậy? Ngoải vô. Không có đạp nọ đâu, yên tâm đi. Dễ giờ đạp đâu thua nhà con bị nhìn nước ngập mà. Dạ. Thôi. Nước chịu hết. Bơi bơi vậy. Về Út ơi. Em khỏe nha. Ở đâu Út? Em thấy gì cho em? Được gạch son không á. À cái lồi này bỏ cho máy đi. Bữa nay anh sẽ làm món cua rang me cho em ăn nha, lâu rồi nha. Nha. Được được, dạ được. Hôm nay Đạt sẽ làm cái cua rang me nha. Trước tiên là Đạt phải chào cua sạch sẽ. Sau đó là cháy cổ rồi thử me lụm. Em vô em dặm cho anh miếng me đi. Nhà con me không? Rồi hả? Rồi, bây giờ Đạt làm cua, giữa cua nha. Đây, cả nhà đánh giá thử con cua này có chất lượng quá nè. Đó, thấy chưa, quá chất lượng nha. Mặt mới mần xong nè. Bây giờ là sẽ thử tỏi, hành phi rồi vô. Rồi giang me. Để ép vô ăn đi em. Ừ, hát ép vô ăn quá. Đổ miếng vô ăn nữa nha. Cái này là bỏ vô sao nha, gạch cua. Đó, đổ cua vô. Quá thơm. Nè nước cốt me. Quá trời à. Quá thả trời. Bỏ cái mu vô anh. Cái mu từ từ đi, cái mu đó để nào chín hả? Cái mu đó để để anh lấy xong rồi bỏ vô đi.
bỏ vô được rồi để nó sống với nhau. Tôi gặp nó xong rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ đụng sôi cho nó dẻo lại là lộn gạo nha cả nhà. Đụng sôi cho nó dẻo lại là hút bạc. Ừ, đập ngon. Ngon. Chịu ăn không anh? Nó chua chua. Béo béo ngọt ngọt. Xong rồi, xong rồi. Xong cái nồi cua đang me này rồi. Chậm quá. Ngon ngon. Ngon chưa? Nó kẹo lại vậy đó. Sạc rồi. Rồi. Rồi, xong, mời cả nhà nha. Rồi, để con gái này học về nha cả nhà. Bây giờ bà xã dùng trước. Em dùng cái mua gạch trước đi. Wow. Thôi gạch cho con đi. Ăn cái này thôi. Ăn càng thôi, ăn con thôi. Ừ, ăn miếng. Rồi, vậy nào, ăn ham lại ăn. Anh không ăn. Sao hả? Ăn chung cho vui. Dành, thôi, để dành cho em ăn á. Cái mua nào có gạch. Cái mua này đi. Rồi, để đây chị. Để cho con. Được rồi. Ngon. Mời cả nhà nha. Lâu quá mới được ăn. Lâu quá mới được ăn cua. Anh, đưa ăn nghe mà. Thôi ăn đi, em muốn ăn không? Ngon quá. Sáng bị cua cái nó kẹp cho mấy háng. Tí xíu nó mất cái rồi. Ăn nha, chung vui vui nè. Ngon, ăn đi. Chung vui vui. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà nha. Nay đi bắt cua lội. Sáng giờ được có mấy con cua để chăn me. Rồi xả với con gái ăn à. Rồi, cảm ơn cả nhà luôn luôn ủng hộ Đạt nha. Bây giờ xin chào tạm biệt em lại. Hẹn tiếp theo. Chào cả nhà. Cua ngon thiệt luôn á. Ngon, ăn đại đi.